Đây là khách sạn, đây là cái nhà. Từ phi trường mình đi tới khách sạn này á, tiền taxi á khoảng 30 đô la, 30 euro. Đi vô coi thử xem. Cái trong hình đẹp lắm. Khách sạn này mình đi du lịch về này á, khách sạn này là đắt nhất á. Mình đã coi thử sao. Nó có khăn, để khăn nè, phòng bơi nè các bạn. Phòng này là phòng cái nhỏ xíu người ta. Cái này chắc steam á. Bơi là chắc ở trên này á. Đây phòng thượng, này là phòng thượng. Này cái gì vậy? Này xong để ta ngồi nghỉ ngơi nè, tắm xong đây ngồi phơi nắng. Swim nó nhỏ xíu à. Đúng rồi, nhà nhỏ mà nó cao gì. Này để người ta ngồi, người ta bơi, người ta ngồi, người ta nghỉ ngơi vậy thôi. Yeah, swim small over there. I think too. So I think it's steam, but you know, I swim. But enough, because it's the Glockwood Beach, right? People go to the beach, they don't need. Oh yeah, cũng nhộn nhịp dữ vậy ha. Thành phố của nó, mình đi mua vé xe buýt tour, thì ăn gì được mua. Vé xe buýt tour đi tour trước ăn nó này. Tôi muốn mừng cái nào mừng. Này cái sân thượng thì tắm xong có thể các bạn ngồi uống nước, order rượu rồi gì đó, thưởng thức với là bạn bè hay là nhóm gì đó. Thì cái phòng bơi nó nhỏ xíu gì nè, nhưng mà cũng có, còn không cũng sạch mà. Nè gì enough, don't need to bơi nhiều đâu. Tắm biển, go swim the beach, don't need I think it's the clean. They clean look at that. I don't think people swim. Go out. They go to the beach. Wow. Nhộn nhịp giờ này, giờ cao điểm mà mới đây mà em ghé 12 giờ rưỡi rồi. The cable car, see? The cable car. Oh yeah. No, we go with. He didn't give you some information. There's nothing over there on the table. No, he said he didn't have it. Nó có cái đu cáp á, đu dây cáp kìa. Thôi này đi có ít sắm tiền thôi nè, afternoon rồi, hungry. Bên này cũng được nè, bên này cũng có ghế nè. Ô, gym đây nè, hắn nè. Ô, gym đây nè, bên này gym xong đi qua swim nằm chứ kia. Ồ, phòng gym cũng nhỏ nhỏ, chỉ có mấy cái máy này thôi chứ đâu có gì đâu. Cũng nhỏ xíu mà. Nhưng mà hai vợ chồng mình tập đủ á. Tập bao nhiêu còn đi không à. Lần nào đi gym á cũng là tập cho nó sơ sài thôi chứ còn đi ra ngoài còn hơn. Chạy nhảy rồi cái thời gian không đẹp quá ha. Giờ em thấy có vẻ như xung gym here hả nè. Gym ở the side. Gym on the side. Ồ, chỗ này nè, nó có phòng phòng. Oh, they have a phone, they have not, not. Nhưng quan ế không nè. Thấy ta nhưng quan ế. No, no one bad boy, what we use. That's right. Only give me. Only bottle, give me one. Coffee? No, that's an oatmeal. Oatmeal. Yogurt. Wow,
大概没几罐了呢。Drink any more. The orange, that's the fruit, right?